gia đình của một tín đồ Phật giáo hòa hảo tại An Giang đang bị công an đội lốt côn đồ bao vây và cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài đã hơn 10 ngày qua. Gia đình ông Vương Văn Thả gồm 9 người, trong đó có mẹ của ông đã ngoài 80 tuổi và cháu bé khoảng mấy tháng tuổi. Đã hơn 10 ngày qua, gia đình ông liên tiếp bị côn đồ bố ráp đe dọa đến tính mạng của toàn gia đình. Họ bị cắt điện thoại và bị cúp điện nước, không ai có thể thăm hỏi hay tiếp tế, coi như bị cô lập hoàn toàn. Chưa đủ, bọn côn đồ còn hung hăng ném đá, chửi bới, dọa nạt ông Thả và các thành viên trong gia đình. Ngay sau vụ việc, nhà ông Thả được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, trong đó có trang Facebook. Lập tức cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đã đồng loạt lên tiếng tìm cách giúp đỡ và giải cứu gia đình ông. Vào năm 2013, ông Vương Văn Thả từng bị công an tỉnh An Giang bắt giữ với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự, với bản án 3 năm tù. Trong một dấu hiệu cho thấy tình trạng đấu đá trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang gia tăng cường độ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng vừa đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Sài Gòn, vì những len nhem trong thời gian nắm chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN từ năm 2009 đến năm 2011. Gần như toàn bộ báo chí lề đảng đều rầm rộ loan tải tin này ở trang nhất, chỉ vài ngày trước khi diễn ra hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, một cơ cấu tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ sau có Bộ Chính trị. Lý do đề nghị kỷ luật là vì ông Thăng có nhiều sai phạm trong thời gian cầm đầu tập đoàn này, dẫn đến những thất thoát lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng từ công ty mẹ cho đến các công ty con của tập đoàn PVN. Trong đó có công ty xây lắp dầu khí mà ông Trịnh Xuân Thanh làm tổng giám đốc và hiện đã đào tẩu ra ngoại quốc. Theo thông cáo của cái gọi là Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói trên, thì ông Thăng bị quy trách nhiệm trong việc ký kết các hợp đồng trái pháp luật và bỏ vốn đầu tư trong ngân hàng Ocean Bank. Ngoài ông Thăng, ủy ban này cũng đề nghị cách chức 4 quan chức cao cấp khác hiện đang bị bắt giam để điều tra về các sai phạm ở PVN. Cần nói thêm, ông Đinh La Thăng là một đàn em thân tín của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, từng nắm ghế Bộ trưởng Giao thông Vận tải trước khi đắc cử vào ghế Ủy viên Bộ Chính trị trong Đại hội Đảng vào đầu năm ngoái và được trao chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Hơn 60 tổ chức dân sự và hàng ngàn cá nhân đã ký tên vào một kiến nghị yêu cầu Cộng sản Việt Nam phải sửa đổi đạo luật về sở hữu đất đai để chấm dứt tình trạng cướp đoạt đất đai đã diễn ra suốt nhiều năm qua, dẫn đến các vụ đối đầu như Tiên Lãng, Cùng Dầu, Dương Nội và mới nhất là Đồng Tâm. Kiến nghị bao gồm nhiều thành phần trong xã hội, kể cả một số đảng viên từng nắm giữ các chức vụ cao trong guồng máy đảng và nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Mai, cựu trưởng ban dân vận Trung ương, nhận định rằng đạo luật sở hữu đất đai hiện nay rất vì lý và phản động, dẫn đến những bất ổn trong xã hội và tệ nạn tham nhũng. Rất nhiều người Việt ở hải ngoại đã ký tên trong bản kiến nghị và yêu cầu bảo quyền Việt Nam phải chấp nhận quyền sở hữu đất đai của tư nhân. Hãng hàng không United Airlines đã đạt được thỏa thuận về việc bồi thường cho ông David Đào, một bác sĩ Mỹ gốc Việt bị nhân viên hãng này lôi kéo một cách thô bạo ra khỏi máy bay vào đầu tháng này. Luật sư đại diện của hai bên vào chiều hôm qua cho biết là đã điều đình xong và không cần phải ra tòa. Tuy nhiên, hai bên không tiết lộ mức bồi thường là bao nhiêu. Luật sư của ông Đào Thomas Demetrio cho biết là trong cuộc điều đình, phía United Airlines thừa nhận mọi sai trái trong vụ hành xử thô bạo nói trên, và bác sĩ Đào đã trở thành một động cơ thúc đẩy các hãng hàng không của Mỹ phải cải tổ để tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Ông Demetrio nói thêm là thân chủ của ông đã đồng ý với các chi tiết trong thỏa thuận nói trên. Cần nhắc lại là ông Đào Duy Anh, 69 tuổi, bị nhân viên United Airlines lôi ra khỏi máy bay vào hôm 9 tháng 4 khi ông từ chối không nhường chỗ cho nhân viên hãng này đáp chuyến bay đến thành phố Louisville để dự họp. Đoạn phim quay cảnh ông Đào bị lôi kéo thô bạo với máu me đầy mặt đã gây phẫn nộ trong dư luận Hoa Kỳ. Mặc dù Tổng Giám đốc Oscar Munoz của hãng này đã chính thức ngỏ lời xin lỗi, nhưng nhiều người Mỹ vẫn không tha thứ và kêu gọi ông Munoz phải từ chức. Có thêm 9 nhà đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông đã bị bắt giam vào hôm qua với cáo buộc gây rối trật tự trị an khi tham gia cuộc biểu tình trước trụ sở văn phòng đại diện Bắc Kinh vào tháng 11 năm ngoái.
Theo nhận định của anh Hoàng Chí Phong, một trong các thủ lãnh cầm đầu phong trào sinh viên xuống đường vào 2 năm trước, thì việc bắt giữ này là nhằm ngăn chặn kế hoạch biểu tình của người dân Hồng Kông trong chuyến viếng thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 20 năm ngày Anh Quốc trao trả nhượng địa này lại cho Hoa Lục. Vào hôm qua, hai nhà đấu tranh trẻ tuổi là Du Huệ Trinh và Lương Tụng Hằng đã bị truy tố về tội gây rối loạn tại nghị trường Hồng Kông vì kiên quyết không chấp nhận lời tuyên thệ do Bắc Kinh soạn thảo khi nhậm chức nghị viên. Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ vào hôm qua, vị tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương tuyên bố là đã sẵn sàng gia tăng thêm các cuộc tuần tra mới ở Biển Đông nhằm bảo vệ quyền tự do lưu thông tại hải lộ quan trọng này. Trong buổi điều trần nói trên, Đô đốc Harry Harris cũng lên án Trung Cộng là đã làm thay đổi địa lý và chính trị của vùng Biển Đông khi bồi đắp các đảo nhân tạo và thiết lập các pháo đài quân sự ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đô đốc Harris nói thêm là ông đã được Bộ Quốc phòng cho phép thực hiện các cuộc tuần tra tại vùng biển này, vì thế sẽ mau chóng tiến hành việc này. Các tuyên bố nói trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung Cộng làm lễ hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm do chính họ sản xuất. Đây là chiếc mẫu hạm thứ nhì của Hải quân Trung Cộng, nhưng so về kích thước thì vẫn chưa so sánh được với các mẫu hạm mới nhất của Mỹ, ví dụ như chiếc Donald Reagan chạy bằng nguyên tử lực với hàng trăm chiến đấu cơ và hơn 5.000 binh sĩ trên tàu.